không giống như mấy người ta có răng mới. Chỉ hai cái răng sâu đó thôi nha. Chú ơi, con còn mấy vé? Chú ơi, mua giúp giùm con đi chú, con còn có mấy tờ chú. Bùi Hồ thì mới gặp bé Ngọc bán vé số. Và để quay lại cái cảnh bé Ngọc bán vé số thì Bùi Hồ có gắn một cái mic vô trong một cái áo của bé Ngọc ở cô bác anh chị, để xem coi bé Ngọc bán vé số mời có ngoan hay không. Đi cũng khá là xa luôn rồi. Đây là một cái công viên Nguyễn Du ngay tại thành phố Long Xuyên. Chú, con còn mấy vé mua giùm con chú. Chú, còn mấy tờ nữa. Mấy không được chứ chú. Dạ không. Còn nhiêu tờ? Con còn 9 tờ. Dạ. Em con mới hết rồi nè. Bằng hết luôn. Ôi trời, giỏi vậy. Ngọc còn 9 tờ. Ngọc bán giả hơn Như rồi. Có không Ngọc? Như ngồi xích vô con. Ngày hôm nay thì hai chị em bán được bao nhiêu tờ? Con bây giờ bán... Ngọc trước, Ngọc là chị hai đúng không? Con bán hết 9 tờ là con bán được 100 tờ. Đúng 100 tờ. Đúng 100 tờ luôn. Hết 9 tờ này nữa ha. Dạ. Đêm hôm con bán tới mấy giờ? Đêm hôm con còn lại 47 tờ, con bán được 53 tờ. Bán tới mấy giờ? 3 giờ khuya. Trời ơi trời. Mà hồi đó là 1 giờ con đi về rồi. 1 giờ về hả? Dạ. Ngủ đến mấy giờ sáng? Con ngủ tới 10 giờ sáng con hết con đi bán. Sao mình không bán về sớm mà mình lại bán về trễ vậy? Tại con bán còn nhiều. Con nói là con thức tới mấy giờ sáng con mới thức đi bán? Dạ 10 giờ sáng. 10 giờ sáng thì thôi, bây giờ con 12 giờ về, 8 giờ sáng con đi bán. Con bị... Tại sao thích? Tại sao thích bán buổi tối? Buổi tối vui. Mát. Mưa rồi. Hả? Mưa rồi. Mưa rồi. Mưa không sao đâu. Mưa lớn mình hả chạy. Ướt mái chưa? Không sao. Vậy là giờ này còn 9 tờ nữa là hết rồi, giờ này cũng sắp sổ số rồi. Dạ. Bữa nay cho ế luôn. Mấy chú không gặp ế thì sao? 9 tờ đó chắc bán mau rồi hả Ngọc? Dạ mau. Bà ngoại được, bà nội được giúp đỡ vui không? Vui. Vui hả? Dạ. Vui nhiều không? Nhiều. Thì sao kể cho chú nghe. Thì giúp đỡ, có tiền nướng tiền nhà, không sợ, không có buồn nữa. Ở ngoài có ai gặp trên mạng nói con là cô bé bán vé số không? Người ta nói con là người ta gặp con trên YouTube nhiều. Ai con đi tới đâu ai cũng nói hết trơn. Nói sao? Nói con nhỏ này nó được lên YouTube nè. Rồi con lên rồi con vui không? Vui. Chị hả? Sao chú biết chị? Chú biết chị giống như là chú biết bé Như vậy á. Giống như bé Ngọc đi bán vé số chú thấy gì đó. Hình như là ngày hôm qua nay. Bé Như đâu có cô hả chú? Hồi tối con bán 120 mà con bán chưa hết. Hồi sáng con bán 101. Bé Ngọc với bé Như là ai bán vé số nhiều hơn? Như. Lý do? Cầm lên. Lý do sao Như bán nhiều hơn Như? Tại vì con bán nhiều người mua. Lý do con có mối hay sao? Dạ. Bán mối bán thiếu luôn hả? Không. Em con bán giỏi bán, lắm. Với lại con mời dễ thương hay sao? Con mời tại người ta ngày sao con mời con nói cho chú mấy chú nghe. Con lấy vé số con mời chú. Nói là cô chú nè, lấy số mời chú con vé rồi. Bây giờ chú là người nói nè, ba mẹ con không có sao mà phải cho con đi học, sao mà con lại đi bán vé số? Tại con nghĩ con làm tiếp ngoại. Rồi ba mẹ con đâu mà không làm mà phải con phải làm tiếp ngoại. Ngoại chăm em, mẹ chăm em, ba đi làm. Rồi con làm tiếp ngoại. Dạ. Ừ. Rồi làm vậy rồi mình nghỉ đi học rồi mai mốt lớn lên không biết chữ sao? Hỏi bé Như học tới lớp mấy rồi? Bây giờ con biết chữ không? Dạ biết. Biết chữ hả? Đọc dần. Đọc được không? Được. Lớp 1 mà biết chữ luôn. Vé số chú con đọc thử coi. Sải đọc
Việt 2 tỷ đồng. Ôi, lớp học mình chỉ chữ đọc nhanh dữ à. Mà có vậy nè, ví dụ như người ta nói vậy nè. Em nghe lại. Người ta sẽ nói vậy nè, bé Như ơi, bây giờ con muốn bán vé số, con lên xe ô tô chú chở đi, chú sẽ mua cho con 100 tờ. Con không đi. Ủa sao không đi? Rồi lỡ người ta gài rồi sao biết được. Người con muốn chở chút xíu à, không gạt đâu. Con không đi. Không ấy là nếu như mà chú không mua, chú cho con 1 triệu, con khỏi đi bán vé số. Con sẽ nói với ta là sao? Con không lấy đâu. Sao không lấy? Có tiền mà không lấy. Hả? Sao không? Cô sợ điều gì? Sợ gì ở ổng. Sợ không được gặp ba mẹ. Bị bùa, bị mất tiền á. Tại ổng gián tiền. Ăn gian tiền. Không, ổng gián vô tiền. Ổng gián vô tiền. Còn có người ở trên, người có tiền á, người ta gán tiền vô, người ta đưa vô á. Là con nghĩ ta dụ con là người ta lấy tiền lấy số con hay là dụ cái gì? Bắt cóc con. Bắt cóc con. Người ta bắt cóc con, người ta tốn cơm sao? Người ta bán con. Người ta bán con đi đâu? Đi Campuchia. Đi Campuchia để làm gì? Để bán cho người ta không lấy tiền. Thấy mấy bạn đi học gì mà mình nghỉ học từ lớp 1 rồi bây giờ mình đi bán cái số buồn không ta? Ngu, đi Campuchia lấy thằng. Hả? Buồn không? Tại sao không đi học đi? Con tiếp ngoài. Con mới 8 tuổi là con học lớp 1 rồi. Thì bây giờ ví dụ có ai cho con học lại lớn lên làm gì? Từ thiện. Làm từ thiện. Sao nghe hôm qua nghe Ngọc nói là nhỏ không học lớn lên móc bọc gì đó. Dạ đúng rồi. Thì đó con những nó nói là con ngồi nè, ngoan nè, Ngọc bé Ngọc. Chú một đồng hỏi là lớn lên con muốn làm gì? Con đi móc bọc. Nhưng mà dễ gì đi móc bọc ha. Có thấy cảnh người ta đi móc bọc bao giờ chưa? Thấy khổ không? Thấy. Lấy cái cây gì nhọn như nè, khêu khêu mấy cái bọc kìa. Ở trên thùng ghét. Là làm dơ dai đó không? Dạ đúng. Hai chị em có khi nào cư lộn nhau không? Nhiều lắm chú ơi. Nhưng mà thương nhau không? Không. Ủa thương gì chứ? Thương có hay không? Vẫn có khi nào chị Hai Ngọc mà đi bán vé số mà không thấy hoài bà nội kiếm khóc luôn con có lo. Vậy sao không thương? Tại con chị Hai muốn lộn hoài à. Nhưng mà giận chơi thôi rồi chút xíu làm quà lại đúng không? Dạ. Mà thương lắm đúng không? Thương sao? Thì chút lê gần nói chuyện rồi chơi với nhau. Thương giống như là nãy giờ hai chị em ngồi gần nói chuyện vậy đó. Dạ. Chanh dây ngon không? Chú Lèm. Cái gì? Chú Lèm. Chú Lèm. Hằng ngày bán có thường bán ở trên công viên Nguyễn Du này không? Dạ không, hồi đó thì có nhiều giờ hết rồi. Ồ sao rồi? Bán không được. Bán không được hả? Bán không được buồn không? Không. Sao không? Sao không buồn? Bán không được không có tiền cơm ăn luôn á. Lấy số là không đủ lấy số lại thì sao mà không buồn? Có gì đâu buồn. Có gì đâu buồn. Con nói là ước mơ của con là trăm găng hay không? Chị nói là ước mơ chị lớn lên là tiệm vàng rồi. Làm tiệm vàng hả? Gì cơ vậy? Và chị nói vậy có gầm chỉ có tiền, chỉ mua gạo và mua mì rồi phát cho người ta. Dạ hả? Sao ước mơ vậy? Mình làm từ thiện. Làm từ thiện mình cho người ta, ta đâu cho lại mình đâu mà mình làm chi? Có gì đâu, mình giàu rồi thì mình cho người ta. Làm phước để làm gì chú không hiểu luôn á. Là mình thấy người ta từ thiện cho tiền. Mình thấy người ta nghèo. Và mình thấy tội nghiệp mình cho người ta. Người ta mình cho người ta mà người ta đâu cho mình lại gì đâu, mình cho người ta làm chi? Tại ơi như mình là hả? Vậy? Kể người ta đấy. Kể gì mà kể, mình cho người ta phải cho lại mình chứ đúng không? Hay sao? Dạ.
người ta có tiền đâu người ta cho lại mình. Ừ, đúng rồi, làm từ thiện là mình đâu có mong người ta cho lại mình đúng không? Mèo găng con sâu sao đâu con nhăn ra coi coi. Không chịu mắc cỡ lắm. Nó mới biết đường chám hay là chồng chứ. Sâu. Găng đó là găng. Mày có ăn kẹo nhiều. Con nhăn găng sữa của con hay là găng găng cốt? Chị lấy cái tâm chi sĩ. Đâu có đâu. Ăn kẹo nhiều. Sẽ là bác. Hồi đó. Rồi xong giờ đâu có sẻ ăn kẹo. Thì chia sẻ hơi gà luôn cơ. Nếu như là không có ăn. Bữa chút. Chú cái găng con có một lỗ như xíu lấy tầm sẽ sao gớt nguyên cục găng xuống luôn. Ô trời. Găng gớt nguyên một mảnh găng luôn. Ờ, bị sâu gì đúng không? Con ăn kẹo. Tâm mà. Con đi chám. À, từ ngày mà con được quay lên YouTube giờ con bán vé số có đắt hơn không Ngọc? Cũng bình thường thôi. Cũng bình thường thôi hả? Dạ. Yeah. Con được qua YouTube phải không? Người ta có cho tiền con không? Con nói là có. Người ta thấy gì ta mua số tiếp còn 20-30 tờ. Vậy là bán gì là khủng hoảng rồi. Chút vô, xíu. Vô mánh rồi. Bà ba nuôi con á mà gặp con mua hết cho con. Ba là nuôi con. Là mấy chú chạy xe hơi giống chú á. Bà thấy con tự nghiệp mua con rồi nhận con con vậy là con nhận mấy người nhận con là chú, con nuôi rồi. Để cái nào xuống đây được không? Chú, con nghe người ta nói là chám găng á là mình bị mẻ mình mới chám chứ không phải là mình bị sâu mà mình chám. Con sâu là con bị mẻ ra đó. Không mà con không biết sao con giống bà con cái găng ba con á hồi đó găng con không có vậy từ từ con lớn lên con giống bà con. Có khi nào là lớn lên nữa chứ không còn cái găng nào không ta? Không. Thảo còn ăn kẹo không? Không. Dễ ăn luôn hả? Người ta nó ăn nữa là nó lên tới chân găng rồi nó nhức lắm đó. Đúng rồi. Còn đâu nhớ mà nữa đâu. Con hôm bữa con ăn rồi, chua liền. Nhiều tiền xong? Xúc xích thì 10.000, mấy kia thì 6.000. Chú biết chỗ nào chém găng? Biết không? À, chỗ nào cũng vậy, chém găng chém găng. Con gì Ngọc? Con vô Bình Lợi con coi chứ. Người ta nói là cho Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho Bé Ngọc đi trồng găng lại đi. Đi trồng găng lại đi cho nó đẹp. Con muốn có lại găng mới. Không giống như mấy người ta. Cứ găng mới. Chỉ hai trái răng sâu đó thôi ha. Dạ. Trồng răng lại rồi có ăn kẹo nữa không? Không. Cầu nguyện hay gì nhỉ? Cầu nguyện gì vậy? Cho con đi chú. À mà như 8 tuổi nhìn nó già rồi. Vậy. Em 11 chứ nó con em 8 tuổi. 11 con nhiêu? 13. Đúng. Năm nay mới 13. Mới có 12 thôi. Con tuổi con gì? Con tuổi con cọp. Cái gì? Con gái mà tuổi con cọp là hung lắm á phải không? Con có hung không? Đó, nắm đầu con rồi luôn. Còn con tuổi gì à? Con mèo. Ủa con mèo với con cọp ở chung được mà. Không được đâu. Sao ạ? Mà con cọp có hung dữ không? Không. Hiền lành hay gì? Chúa tể sơn lâm thường được cái hung dữ nè. Cà chúa tể sơn lâm. Con gì nè? Con hổ. Hổ là khác. Chúa tể sơn lâm là con gì nè? Con gì mà gì nè? Nó không coi. Con gì cơ? Con gì đó? Thì bây giờ một ly nước vậy là nhiêu tiền ta? Khoảng 10.000. 20 hả? Dạ. Có tiền không? Không. Thì uống nước nịnh ăn để trả. Bán số trong bị phải có tiền chứ. Không có. Mới chú đây mới đưa 70.000 gõ gàng. 70.000 gì vậy? 70.000 với còn mấy tờ mấy số? Mày bán với tao 7 tờ mày hỏi không? Với còn mấy tờ mấy số? 9 tờ. 9 tờ là nhiêu? 90. Với 70 là nhiêu?
160 thì trả 4 ly là 80 ngàn được rồi. Rồi. Sao hả? Không có tiền. 160 ngàn rồi không có tiền. Ông Ngọc không chịu trả hay như trả hay sao? Chú. Đếm rồi, đếm lại lần nữa. Con muốn hết tóc kiểu kia. 9 tờ. 9 tờ vậy đưa chú Hồ mua. Con để tóc vậy đó mới đẹp chứ nhộm đâu. Con muốn ly giỡn chứ. Hết tóc. Con vuốt lên đẹp lắm. Tại tóc con á, con vừa kêu hoài con mở ra ở trên đây nó có một cái phùng. Đâu con mở ra nữa rồi. Không, xấu lắm. Con muốn giữ thẳng rồi. Đâu đâu mở ra phùng nào đâu. Nè. Chú ơi, cho một cái trà đào. Con có phùng gì đâu. Không, nó quá phờ. Con muốn giữ thẳng ra. Bên này mới cho có một miếng đào. Tóc như xả mới đẹp nè. Tóc như nhiều mà nó dài. Tuấn rủi. Thôi bây giờ gần tóc con bị hư da đầu á. Gần Tết rồi, chúc Tết ông bà đi như Ngọc. Cạo luôn. Ngọc ơi, chúc Tết ông bà đi. Chúc ông bà nó mới vui vẻ. Sống lâu trăm tuổi. Trời đất. Gì nữa? Phải sự như ý. Rồi tới bé Ngọc, bé tới bé Như nè. Tết rồi. Sao vậy? Mấy thầy con nói đó. Chúc ông bà. Chúc ông bà. Chú lại kêu mua bánh trái ngang chú. Chúc ông bà. Dạ sao hết thì Ngọc đang nói con nói đó. Cái này mất cả. Nói sao? Mau đi. Ủa sao mà chú hơi bất ngờ vậy nè? Là bé Ngọc thường bán vé số để cho bà nội kiếm nhiều hơn là bé Như hả? Bé Ngọc đi chơi nhiều, đi vô chỗ vắng nhiều đúng không? Chứ là sao? Con đi bán á, con đi bán xa. Còn sao Như không có? Con có biết đâu. Như thường bán là bà nội ít kiếm lắm hả Như? Dạ. Tại ngoại thấy không có sợ con bị gì. Hả? Ngoại quá sợ con bị bắt cóc. Mà chỉ sợ Như. Ủa là chú của Ngọc chú màu trắng vậy? Biết sao không chú? Sao? Tại mẹ nói con khôn á. Mẹ nói con khôn hả? Mẹ nói là Ngọc không khôn hay vậy? Giống mẹ chỉ ngu. Mẹ nói, mẹ của em nói là con đẻ ngược, con ngu. Ai? Mẹ của em. Ai đẻ ngược? Con đẻ ngược. Con đẻ ngược luôn hả? Đẻ cái đứa trên trước, cái đầu ra sao? Ôi trời ơi. Bà mẹ có nói vậy không? Bà nội chứ. Không. Ủa chú, cái thường đẻ là đầu ra trước hay cái đầu? Cái đầu. Cái đứt ra trước khó lắm á. Mà con là cái chân ra trước hả? Dạ đúng. Mà tối con gợp hả? Con nghĩ là 4 giờ hả? Dạ. Rồi thôi mình chuẩn bị mình lên xe mình đi về thôi. Bây giờ mình chắc có lẽ là buổi hồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Chào đi. Yeah. Bye bye đi. Bye bye cô chú.